Rồi, cô Hằng bắt đầu có đường đua. Mời cô Hằng với Si vòng lại với sau. Nhấp nhấp cho đừng đừng nhấp nhiều quá em ơi. Quay quay cho tháng là đi theo công an từng mm má em nhấp đi đâu đừng nữa ra đừng nhấp nhiều đó đó nè quá xuất sắc, ba vận động viên đang tranh nhau về đích. Các cô tuy rất căng thẳng nhưng mặt cô nào cũng rất là tươi ha, với những nụ cười rạng rỡ.